Câu hỏi của bạn Dũng Vũ 123. Cháu đang là sinh viên ngành khoa học máy tính. Cháu có câu hỏi là theo chú, việc tham gia các lab của thầy ở trường có nhiều lợi ích hay không? Nếu xác định làm dev chứ không có theo nghiên cứu, so sánh với thực tập chuyên nghiệp thì thế nào ạ? Tuy nhiên, lab của cháu tham gia khá thiên về phần mềm và code chứ không nặng về nghiên cứu. Nhưng lại làm desktop app và Java thuần, không phổ biến lắm, nên theo tốt nghiệp thì kinh nghiệm có được đánh giá cao hay không? Một câu hỏi khá là hay. Các bạn đợi xíu nha, đợi cho đèn xanh Dũng phải đi đã. Như đã nói thì Dũng có việc phải lên quận nhất một xíu, mất 5-10 phút gì đó, nhưng mà đi lên thì mất cả tiếng rồi. Cho Dũng nửa phút để Dũng nghĩ về câu hỏi chút, với lại nghĩ về đường đi nữa. Ok. Vừa vừa lái xe vừa suy nghĩ về câu hỏi vừa trả lời câu hỏi. Nhưng mà các bạn hoàn toàn có thể yên tâm là Dũng là người lái xe rất là đường hoàng ha, có trách nhiệm có trách nhiệm với tính mạng của con người, chứ không phải là không có trách nhiệm. Rồi, bạn đi làm lab, lab của bạn thì không phải là nghiên cứu sâu về khoa học, mà làm lab của bạn ở đây thì bạn làm với Java và desktop app. Desktop app thì có thể là xài Swing hay là xài gì đó, Eclipse ACP gì đó. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn lại xài Eclipse ACP đó, tức là bạn bạn viết nhưng mà dựa trên nền Eclipse đó, thì nó cũng khá là được, có thể kiếm việc được ha. Bộ phận của Dũng cũng đang cần những cái người chuyên về Eclipse ACP. Tuy nhiên thì đúng là làm Java Desktop App thì cái khả năng kiếm việc ở bên ngoài á, thì người ta sẽ không có chuẩn bằng là nếu bạn có kiến thức về về Web Application Development. Và nếu mà bạn muốn biết thị trường nó có nhu cầu như thế nào thì bạn cứ lên trên 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 các cái trang về tìm việc đó, trình Dũng thấy thì cái thằng thằng ngay từ việc thì nó cái tốc độ search của nó khá là nhanh, thì bạn lên trên đó bạn bạn search và bạn thử search bằng các cái công nghệ của bạn bạn đang làm, bạn search trên đó xem thử là người ta có yêu cầu hay không, thì bạn sẽ biết được là có bao nhiêu việc có liên quan này. Ví dụ giống như là bạn search Java, bạn search về Java thì bạn sẽ tìm ra được một vài việc có liên quan đúng không? Nhưng mà nếu mà bạn search rồi Dũng bị ngốc trong cái cú này rồi. Ngốc quá, đúng rồi, đã đi sai đường rồi. Sai thiệt là sai. Quên mất một chuyện, đó là đi lên đây á, nó có một cái vấn đề á, là nó sẽ cấm quẹo. Trời ơi, thật là ngốc quá đi. Nhưng mà thôi, lỡ rồi, đi luôn. Khổ lắm bạn ơi. Chắc là Dũng phải mọi người đỡ Dũng chút nha. Chắc phải Dũng phải sử dụng Google Map quá để đi tới cái chỗ kia. Start. Start. Rồi. Anh này anh chỉ nghe có vẻ sai sai nha. Nhưng mà thôi cứ chạy lên đi coi coi thử sao. Tại vì gì đó nếu mà đi đường thẳng ở đây á, thì có khả năng là nó sẽ không cho mình quẹo quẹo trái, nhưng mà anh chỉ là cứ đi thẳng rồi tới đó là quẹo trái thì mình cũng hơi thiếu tự tin về cái vụ đó lắm. Rồi,
thì khi mà bạn search lên đó, bạn biết được cái nhu cầu. Nhưng thông thường các doanh nghiệp người ta sẽ hy vọng, mong chờ là bạn có kỹ năng về gì đó, về lập trình web luôn khi bạn vô công ty, hơn là người ta phải huấn luyện lại cho bạn các cái kỹ năng cơ bản về HTML, CSS, JavaScript, basic đó. Nên nếu mà bạn biết trước thì bạn có lợi hơn, còn nếu mà gì đó mãi sau này bạn mới biết thì nó không có lợi. Thì nếu bạn đã định hướng đi làm web application và muốn tìm việc dễ dàng thì làm web là kiếm việc dễ rồi đó. Thì bạn có thể lựa chọn đi thực tập ở các doanh nghiệp. Tuy nhiên thì thực tập ở các doanh nghiệp thì nó cũng khá là hên xui. Tại vì hên xui ở đây là gì? Người ta có cho mình được làm các cái công việc mà mình muốn hay không nữa. Chứ người ta không cho mình làm cái việc mà mình được làm á, thì vô thực tập người ta bắt mình làm một cái kỹ thuật khác, một cái ngôn ngữ khác, cho nên là cũng phải nghiên cứu kỹ. Nhưng mà đời nó vậy này, là nói chung là các bạn cũng không nên cánh cá chọn canh quá. Tại vì làm cái gì thì nó cũng có kinh nghiệm. Ví dụ giống như làm lab mà bạn thấy rằng là ông thầy của bạn ông rất là giỏi và ông có thể mang lại nhiều benefit cho bạn, có thể huấn luyện cho bạn để bạn biết được nhiều hơn, bạn có thể làm được tốt hơn chẳng hạn, thì tại vì sao lại không theo thầy, đúng không? Còn nếu mà đi vô các cái công ty mà nếu là đã lỡ chọn rồi nhưng mà nó lại cũng bắt là bạn làm desktop app thì thì phải làm thôi, đúng không? Chứ mình đâu có thể thay đổi được. Thì rốt cuộc á, là bạn cần phải có cái sự lựa chọn tốt, nhưng mà đồng thời nếu như trong trường hợp mà nó thời gian để lựa chọn nó không còn nhiều thì bạn nên vui vẻ đón nhận cái công việc đó. Và đồng thời thì bạn cần phải đi tự học để làm side project để mà bù đắp cái kiến thức của bạn. Tức là nếu bạn làm lab, ok fine, tôi làm lab, that's fine. Nhưng mà tôi cũng phải làm một cái side project để mà tôi build thêm cái kiến thức về về web, để mà tôi có thể đi vô tôi làm được. Và khi mà tôi show cái side project ra thì mọi người sẽ wow đó, và người ta sẽ rất là thích bạn đó. Thì cái chuyện đó bạn phải build thôi. Và thực sự mà nói nha, Dũng chia sẻ với các bạn luôn đó, đó là cái giai đoạn mà các bạn đang làm sinh viên đó, nó cực kỳ quan trọng. Những cái kiến thức mà bạn build được, có thể nhanh chóng build được, là nhờ vào cái thời kỳ là ở giai đoạn làm sinh viên. Tại vì mình có thời gian, cho nên bạn mới đủ thời gian để đào sâu. Còn khi mà bạn bắt đầu đi vô đi làm, bạn có bắt đầu có vợ có con rồi, bạn cái quỹ thời gian của bạn nó rất là hạn hẹp, thì bạn không thể nào mà coi như là gì đó gọi là có nhiều thời gian để mà bạn đào sâu được. Buổi sáng từ 6 giờ tới 8 giờ là không được quẹo trái. Bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là 8 giờ 8 phút. Wow! Thật là may. Hên quá. Quá yêu là hên. Chứ mà bây giờ mà không cho tôi quẹo trái là tôi phải chạy lòng vòng rất là cực. Đó. Là làm theo lab cũng được, ở nhà làm side project nha bạn. Còn không thì đi theo cái việc làm intern. Rồi. Chắc là Dũng sẽ sớm tắt cái clip này thôi và Dũng sẽ không có làm thêm câu hỏi nữa. Câu hỏi tiếp theo thì chắc là để dành cái đoạn mà Dũng đi về về công ty đó. Sáng nay coi như là có tới tận 2 tiếng để làm clip, tại Dũng phải có việc chạy lên Quận Nhất Quận Siêu. Nhưng tiện mà nói thật là vậy này, là cái mình cần lớn thì cái quỹ thời gian càng eo hẹp á, chắc là mai mốt rồi mình sẽ chia sẻ với các bạn sâu hơn về cái chuyện đó một chút.
thì bạn cần phải có kinh nghiệm để mà bạn cần cái có cái chiều sâu và kinh nghiệm để mà bạn có thể học qua cái khác một cách dễ dàng. Và cái thực sự mà nói rằng là cái nghề mà làm phần mềm á, thì trong tương lai những cái việc đơn giản dễ làm á, là nó có AI nó đã phụ giúp cho bạn hết rồi, nó giúp cho bạn tăng năng suất tầm có khoảng 30%, tức là cái công việc mà thông thường mà bạn làm được trong vòng một tiếng gì đó, trong vòng 8 tiếng thì bây giờ tầm khoảng 5 tiếng là bạn có thể làm xong được rồi. Và cái đó nó dẫn tới một cái câu chuyện rằng là cái công việc nó không bao giờ để dành cho những người làng nhàn nữa. Những người có kỹ năng làng nhàn đó, người ta sẽ bị thải loại. Mặc dù rằng là kỹ năng làng nhàn với AI vẫn có thể làm ra được điều gì đó, nhưng mà nó có hai xu hướng. Một là bạn phải rất giỏi bạn mới được chọn. Hai là gì đó, do công việc nó dễ đi cho nên là lương của ngành công nghệ thông tin đó, nó xuống, nó thấp xuống. Thì có một trong hai khả năng đó. Và nếu mà khi mà đã làm web application mà nó đã dễ rồi thì bắt buộc là bạn phải học cái khác để mà bạn trở nên giỏi hơn và lương của bạn trở nên cao hơn. Thì cái tương lai với cái ngành công nghệ thông tin thì nó cũng khá là bất định, nhưng mà bạn có thể thấy cái xu hướng mà sa thải hàng loạt ở các cái công ty lớn như là Microsoft, như là Google, như là Twitter, bây giờ là công ty X, thì nó có xu hướng sa thải nhân công rất là nhiều. Vì lý do rất là đơn giản, cái công nghệ hiện đại bây giờ là nó hướng tới cái câu chuyện là gì, ít người mà làm được nhiều việc hơn. Thì cái ngành công nghệ thông tin nó cũng đang dẫn tới một cái giai đoạn có thể gọi là một cuộc cách mạng. Và cuộc cách mạng ở đây là cuộc cách mạng về tự động hóa. Đó là AI nó sẽ giúp tự động hóa được rất nhiều việc và nó sẽ generate ra cái content. Và lúc đó thì cái anh lập trình viên á, một người có thể làm việc được như của hai người. Nên thành ra cái số lượng đầu việc cho kỹ sư lập trình nó ít lại. Và ngành công nghệ thông tin nó cũng dần dần nó sẽ bớt hot. Bây giờ bạn thấy ngành nào thì đang xài nhiều nhân công. Ví dụ ngành dệt may đang xài rất là nhiều nhân công. Thì đương nhiên rồi, ngành dệt may nó chưa đạt tới cái trình độ là dùng AI để mà may ra áo quần mà may mặc sẵn. Nhưng sẽ tới một ngày nó sẽ làm được chuyện đó. Thì nhân công dệt may lúc đó người ta cũng không cần nữa. Đó. Thì các bạn thấy rằng là những cái ngành công nghệ thông tin cũng vậy. Con người càng lúc, đối với trong cái cuộc sống này, con người càng lúc càng gặp khó khăn hơn. Và đến lúc này thì chúng ta nên suy nghĩ về câu nói của Lapstone tôi. Đó là bạn muốn tự do thì bạn nên có một mảnh vườn và ít nhất là bạn phải có một con bò. Vì sao vậy? Vì bạn làm nông dân được. Nông dân được thì bạn tự lo được cho bản thân của bạn. Đó, nó là vậy đó. Chứ còn không là cũng căng á. Trong tương lai cái nhu cầu mà gì đó, người ta sẽ dùng máy móc và người ta dùng công nghệ để thay thế cho con người nhiều lắm. Mà chúng ta không có thủ cho chúng ta một cái mảnh vườn, một cái vườn ngao chuồn để mà chúng ta tự lo được cho chúng ta thì cũng cần. Chắc là tương lai Dũng cũng phải nghĩ tới cái chuyện là mua đất nông nghiệp với lại đất rừng nữa. Thấy không? Chuẩn bị. Dũng nó đậu xe chút nha. Rồi, Dũng đã xong. Rồi Dũng đậu xe, Dũng ghé vô cái shop người bạn một chút, bạn bớt đồ mà. Rồi sau đó thì gì đó, Dũng sẽ làm clip sau. Bye bye mọi người.